Cô giấy nhắm vừa ngày rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam toàn một lòng chẳng ít mòn lâu ơi chưa lại tích nó ra tôi mê cầu đặng chi chi nhà nam mô phật thay mặt đại chúng rùm con xin được thỉnh đại đức tuệ nhẫn a hoan thì xin pháp cú số 264 từ vượng y tha gia con xin Nam mô Sankhaya, con cung kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Mọi ngày này qua đi. Tại ngày mai cũng vậy thôi, và kiếp sau. Ai có mà không phải kiếp sau của người khai có thể gắng là hôm nay là một con ngày mai có thể cái nghe ở đây nó sẽ săn khẩu thấy xúc chạm ở chỗ này chỗ kia ở dưới biển sâu ở trên, ở thung lũng, ở hư không, và rồi chúng diệt đi, không còn gì nữa cả. Nhưng không mấy ai hiểu được cái này. Đó chính là pháp bảo. Bạn có hiểu được cái thấy này không? Không phải là biểu hiện. Quả. Như vậy, quả của nghiệp không phải ở đâu đó, mà quả của nghiệp chính là khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, liên tục, diễn. Thì nếu như chúng ta không hiểu được cái thấy này là danh phải không? À, còn cái được thấy là sắc, không phải là đàn ông đàn bà không biết chi sắc chỉ là sắc thôi, đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác thôi. Như vậy cái thấy này có phải là uẩn không? Như vậy cái thấy này có phải là sắc không, hay cái thấy nào uẩn nào? Vậy cái như vậy uẩn có ở đây không? Cái này ở đây rồi, cái thấy này có phải là xứ không, nó đang giới không? Như vậy cái thấy này nó chỉ này và nó đang hiện khởi ở đây. Nhưng nếu như chúng ta hiểu về cái thấy thì chúng ta sẽ được trọn vẹn. Như vậy cái thấy thì không có tham sân. Như vậy thì
nó bắt nguồn từ cái thấy này, sân si có thể sân khởi, nhưng có thể như vậy cái ấy chính là quẩn, là xứ, là giới, là đế, phải không? À, có đúng không? Nó có hiện thực không? Nó có ngay bây giờ không? Và nó đã có mặt từ thuở nào? Nhưng không ai nhận ra được các pháp trong đời sống. Đức Phật ra đời để nói cho chúng ta về sự thật. Liệu có một phương hiểu được cái thấy không? Chắc chắn là không thể. Pháp và như lý tác ý với lời dạy của Đức Phật, pháp đã hiện khởi ở đó từng chút một. Và chúng ta dần được các pháp tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nếu không phải là như vậy thì không ai có thể giải thoát được bất cứ một phương pháp nào, mà chỉ có hiểu về nhân duyên vận hành của các pháp, sự duyên khởi của các pháp với con đường chánh đạo, tức là chánh về trong đời sống. Nếu mà chúng ta phải bắt đầu vô để thực sự thấy, thì chỉ có một con đường đó thôi, và đó là sự kham nhẫn tuyệt hảo. Chỉ có kham nhẫn này mới là kham nhẫn đích thực mà thôi. Không có gì khó hơn bằng cái sự kham nhẫn từng chút từng, và chỉ ở hiện tại này, này. Và rồi chỉ như vậy, lúc nào cũng là bắt đầu. Cần ta sẽ hiểu ra được. Khi mà chúng ta hiểu được cái, rồi tất cả những căn môn khác hiển lộ. Vì nó chỉ đổi sắc và cái tên gọi của một danh khác nữa, tai, qua mũi, qua thân và qua ý. Như vậy, thế giới không có một con người nào cả. Thế giới này, nếu mà chúng ta khéo ý thì chúng ta sẽ quy tụ tất cả những gì trong ngày, chỉ là sắc, chỉ là tâm, tâm sở. Nếu pháp nội Phật dạy thì chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ là pháp, đâu đâu cũng chỉ là không có gì hơn thế nữa. Bây giờ cái câu kệ số 264, con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahavuthang Phagavantang Afiwademi Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namah Sami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sankho Sankhang Namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư. Con xin nghiêm tình ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Diệu pháp và khéo tác ý, người ấy mới quả chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực của mình, và nhất là thành tựu được ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo khi đầy đủ nhân duyên. Và phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, ngạ quý Phật, quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi trong đời sống của mình. Nam mô Buddhaya. Cuộc sống chỉ là những cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm. Và nó nói tính nhân quả. Quả của nghiệp
không phải ở đâu xa cả. Vòng luân hồi nó ở ngay đây từ sáng đến chiều. Những cái thấy chính là quả của nghiệp, gần hoặc đã xa. Rồi cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và rồi phiền não cũng được tích lũy từ quá khứ, nặng hay nhẹ, tùy theo qua các căn môn này mà đắm nhiễm. Nghiệp cũng được tạo lên từ từ khi mà phiền não giới khởi mạnh mẽ. Như vậy thì vòng nhân quả, vòng tam luân này nó luôn luôn vận hành những cái sự nếm đụng này, chứ không phải là cuốn sách mà chúng ta thông những cái chữ, cái từ mà chúng ta phải rồi, nhưng mà chúng ta phải làm sao mà khéo thẩm nghiệm được, khéo thấy ra được những cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy được cái quẩn xứ giới đế của chúng. Và giáo pháp này rất khó để hiểu lý vô ngã, rất khó để hiểu lý vô ngã. Hầu như là chúng ta nói vậy thôi, chúng ta nói vô ngã, chứ mà không dễ gì. Nếu mà chúng ta không hiểu được thực tại của pháp thì không một ai có thể hiểu được lý vô ngã. Mặc dù những cái thấy nghe ngửi đến đụng xúc chạm này trong đời sống hàng ngày nó chính là pháp bảo đó, nhưng mà chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu được. Chỉ khi nào được nghe về nó thì nó mới hiện khởi, tâm nó mới nhớ về đặng. Như vậy thì suốt cuộc đời của chúng ta nó chỉ quên cái gì quý vị biết không? Chỉ có quên. Có thể chúng ta nhớ rất là nhiều ngôn từ, nhưng mà cái hiện thông luôn là quên. Như là cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm mà chúng ta xúc chạm. Khi mà cái ăn uống thì chúng ta luôn luôn quên những cái vị đắng, cay, mặn, ngọt. Rồi khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta luôn luôn quên cái đối tượng thị giác. Chúng ta nhớ sự đẹp xấu, nhà cửa, giàu có vân vân. Nhưng mà chúng ta khéo thắt ý một chút thì chính chúng bỏ sau cái lớp khái niệm phủ lên, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các pháp đang bị che đậy ở trong đó bởi cái màn vô minh và khái niệm này. Chứ không phải là chúng ta đi tìm cầu để thực hành một cái gì đó. Bất cứ khi nào chúng ta đang đi tìm cái gì đó, tức là đã vô minh. Còn bất cứ một ai đã đi tìm cái phương pháp gì để thực hành là người đó đang đi tìm vô minh, đang nuôi dưỡng cái vô minh. Bởi vì Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác là pháp nó có mặt ở đó rồi, chứ không phải là đi tìm, mà đã đi tìm là cái chưa có, mà cái chưa có là cái mơ hồ, cái ảo mộng, không thể chấp nhận được cái điều đó. Nên là chúng ta phải nhớ một điều, luôn luôn phải nghe pháp và nhớ về pháp là hiện thực của đời sống. Nên là Đức Phật dạy tứ niệm xứ thì chúng ta biết rồi. Nên Đức Phật dạy là tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời sống để thấy ra chúng ta vô ngã, do duyên sanh mà ai ở bất nơi đâu cả, không có ai ở trong thọ, không có ai ở trong tưởng, không có ai ở trong hành, không có ai ở trong thức, không có ai ở trong các sắc cả. Mà chúng sắc thì mỗi sắc nó có những cái yếu tố riêng, mỗi cái thọ thì nó cũng có yếu tố riêng, pháp cái trạng thái riêng, cái tưởng, cái tưởng của sắc thì khác, tưởng của thanh khác, tưởng của hương thì khác, tưởng của vị thì khác, tưởng của ý thì khác, không? Như vậy thì đây mới là gọi là người con Phật. Như vậy nè, chúng ta thấy chúng ta học nhiều, nhưng mà khi nào mà chúng ta mon men được vào với các căn của mình á, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy giáo pháp của Đức Phật, mới thấy được cái lợi ích. Chứ còn chưa bước vào trong nó được thì đừng có nói chuyện thu thúc ở đây, thưa quý vị. Đừng có nói chuyện là mình thu thúc được các căn ở đây. Chỉ khi nào mà chúng ta bắt đầu ấy được tự động, căn này sẽ được thu thúc. Nếu mà không hiểu thì không thể có cái cách nào để
nó thôi thúc. Do đó mà chúng ta phải hết sức lưu ý khi mà chúng ta nghe diệu pháp, và luôn luôn phải bắt đầu, luôn luôn nhớ là luôn luôn bắt đầu. Đó là sự kham dẫn tối thượng. Chứ còn đi tìm một cái gì đó để thành thì cái đó đúng. Mà cái đó là đang tìm cầu trong ảo vọng, trong vô minh. Đức Phật không dạy cái đó. Đức Phật nói mắt là vô thường, hãy quán thường. Nhãn thức là vô thường, đối tượng thị giác là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân ý. Vậy để thấy ra được rằng chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Như vậy bây giờ có mắt không? Có cái thấy không? Có nhãn giới không? Có sắc giới không? Mà nếu nó có rồi có hiểu nó không? Khi nào thì là nhãn thức giới có mặt? Khi nào thì sắc giới có mặt? Cái mà chúng ta không thấy thì cái đó không phải là sắc giới. Chỉ có cái đang thấy thì cái đó mới là sắc giới. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là rất là, chứ không phải là chúng ta nghĩ như là chuyện nội như là cái pháp học của chúng ta thôi, nó không đạt chuẩn của cái chánh kiến thì làm được. Dầu cái người đó có nói có như thế nào chăng nữa thì nó không đạt được. Chúng ta thấy rằng có thể ra tam tạng kinh điển, nhưng mà cái xác ta của hiện không mấy ai vào được nó. Chỉ khi nào mà mình đủ rất là cái điều kiện của chúng ta phải rất là, cái pháp học phải rất là đạt chuẩn, thì chúng ta mới thấy thực sự pháp của Đức Phật. Nó chỉ ở mắt, tai, mũi, thân ý của chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Tất cả mọi sinh hoạt đó chính là pháp, chứ không phải là một ai đó hay một chẳng. Đây là khi nào mà chúng ta thấy thì lúc đó thì mới nói đến cái chuyện mà giác ngộ được. Bây giờ chúng con xin chia sẻ câu số 264 ạ. Nam mun ke na sắc măng áp pháp tu áp đi căn phát văn ích cha đô sắc mắc đô kinh pha quýt sắc tí. Nghĩa việc ở đây ngài dịch trở thành vị sa môn, kẻ không có sự hành trì. Đang nói đủ sự ham muốn mà sẽ là vị. Như vậy là cái mục đích của sa môn hạnh là mục đích gì? Là mục đích vô thủ trước Niết Bàn. Vậy vị sa môn là luôn luôn dầu là chưa có đắc đạo quả, chưa có cái gì cả, mà tâm của mình hàng ngày vẫn dấy khởi đầy tham sân si, nhưng mà trong tâm của mình luôn luôn phải có ước muốn ly tham, luôn luôn khao khát giáo pháp và để mà chấm dứt cái sanh tử. Mấy chú Thường ơi, mấy con lên trên phòng dùm sư á. Lên trên kia sư đang nói chuyện, nói chuyện chút để đó. Họ làm nghỉ phòng bên cạnh này. Thì chúng ta biết được rằng là vị sa môn là vị trí trong giáo pháp này có một mục đích, đó là chấm dứt mọi hình thức tái sanh. Như vậy thì cái gì làm cho tái sanh? Chính là tham muốn. Vì tham nên tâm
Nên những cái nghiệp này tạo tâm nó tạo ra những cái nghiệp rong ruổi. Do đó là vị sa môn cái mục đích tối ưu là ly tham. Còn tất cả mọi hình thức khác đều không trở thành một vị sa môn đích thực của Đức Thế Tôn được. Không phải cạo đầu chọc rồi vào trong giáo pháp này, mà kể cả vị đó có thiền định hay là có giới trong bề mặt bên ngoài, nhưng mà thực sự tâm không hiểu được bí tứ thánh đế, không chứng đắc được, không tu tập được tứ niệm xứ, không phát triển được con đường tứ niệm xứ, thì tất cả đều rỗng không, không có được một cái chút thành tựu trong giáo pháp này được. Như vậy cạo đầu đắp y vào trong giáo pháp của Đức Phật, chỉ ăn ngủ lợi dưỡng với các dục, thì đó không phải là vị sa môn được. Vị sa môn là vị phải có đầy đủ, phải phát triển được giới định tuệ, mỗi ngày đều tăng trưởng những cái định tuệ trong giáo pháp của Đức Phật, mỗi ngày đó càng nhận rõ được cái sự hoạt động các cái pháp sanh khởi nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, dần dần nhiếp phục tất cả mọi pháp vũ khí này, cả ly thì đây chính là mới gọi là sa môn. Chứ còn đầu chọc thì không phải là sa môn. Đầu chọc thì có nhiều người đầu chọc lắm, không? Nhiều người đầu chọc lắm, nhiều người đầu chọc ở trong chùa lắm, mênh mông. Nhưng mà có nhiều người chỉ là đến chùa để lợi dưỡng, mà thậm chí đem nhiều cái thứ tà kiến, truyền bá nhiều những cái tà kiến đến cho mọi người, cho mọi người đau khổ mê mờ thêm mà thôi. Nhiều lắm thưa quý vị. Ở ngoài đời thì kẻ cướp trắng trợn được đi tù, nhưng mà ở trong chùa đó thì cũng có nhiều kẻ cướp, nhưng mà kẻ cướp này rất là ẩn tàng, giấu mặt ở cái bộ đồ thánh thiện, ở những cái bộ đồ rất là thánh thiện, và cướp rất là kín đáo. Kẻ cướp đó rất là kín đáo, nhưng mà cái quả khổ của cái kẻ cướp đó thì nó cũng thật là khủng khiếp với cái vòng nhân quả, với cái vòng nhân quả. Vậy vẻ mặt bên ngoài hiền thiện, mang một chiếc y, chưa phải là người tốt. Mà nếu có là người tốt hay chăng nữa thì ngoài xã hội cũng đầy người tốt. Như vậy con của Đức Phật phải là người có trí, phải là người trí tuệ, phải là người ươm được cái trí tuệ giải thoát. Chứ còn người tốt ở đời này vô lượng, không thể nào đo hết được. Nhưng mà người tốt ở trên đời này nhiều hơn là người bất thiện nhiều lắm. Nhưng mà họ cũng nằm trong cái vòng sanh tử luân hồi khổ đau mà thôi. Như vậy chỉ có người con của Đức Phật mới là người cao quý, đó là người giải thoát.
người không có chấp thủ. Người hiểu biết. Còn người tốt, người bất thiện thì ở trên đời này ai ai cũng là người tốt, cũng là người bất thiện hết á. Không có ai bất thiện hoài. Bất thiện nó chỉ là một sát la, rồi tham nó cũng chỉ là một sát la rồi nó cũng diệt đi, sân nó cũng sanh khởi một sát la rồi nó diệt đi, rồi thiện nó cũng sanh khởi một sát la rồi nó diệt đi. Chẳng qua là chúng ta nói người kia ác, chẳng qua là lúc đó cái bất thiện nó sanh khởi nhiều hơn thôi, trong cái khoảnh khắc đó thôi, do cái nhân duyên đó thôi. Rồi đến một thời khác, chúng ta cũng có duyên, những cái pháp bất thiện này nó cũng sanh khởi nơi chúng ta mà thôi. Nhưng mà người trí thì khác, người đó chúng chỉ là các pháp hữu vi vô thường. Tại sao mà chúng ta thấy phiền não, thấy rõ phiền não thì là giải thoát? Như vậy người ta nói ai ai cũng thấy phiền não vậy, đâu có phải là sân sanh khởi mà chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà thật sự khi sân sanh khởi đó, tà kiến đã có mặt, chứ không phải là chánh niệm thực sự có mặt. Có phải là khi mỗi khi sân lên thì chúng ta luôn luôn đem những cái ý niệm về ngã, cho rằng người này, người kia hoặc là tôi ưu phiền như thế này, như thế khác, chứ thực sự có chánh niệm rằng sân chỉ là sân hay không? Chỉ là một pháp, nó riêng khỏi hay không? Điều đó mới thực sự là người hiểu biết, cũng là cái phiền não đó. Chứ dưới bầu trời này chúng ta chạy đâu khỏi chúng. Không, chúng có duyên chúng lại sanh nữa thôi. Nhưng mà người hiểu chúng thì chúng không có thấm vào được. Còn người không hiểu về chúng thì chúng bị thấm vào tâm của mình. Tất cả khổ đau trên đời này không đến từ ai cả, đến chính từ vô minh mà thôi. Mọi khổ đau, mọi bất hạnh chúng vô minh. Hãy nhớ một điều, chứ không đến từ ai cả. Không có một đối tượng thị giác nào làm cho chúng ta đau khổ cả, mà chính vô minh về nó mà chúng ta đau khổ. Tất cả mọi đau khổ nó cũng đến từ các căn này. Và không ai có thể ngăn cản được cái thấy sanh khởi. Không có ai có thể ngăn cản được cái đối tượng thị giác đừng có sanh khởi. Hay âm thanh, màu, mùi, vị. Nhưng khi chúng ta hiểu chúng chỉ là chúng thôi. Chúng không là tôi, không là của tôi, cũng không là con người nào cả. Như vậy thì thế giới này sầu muộn vì đối tượng thị giác, vì sắc màu. Thế giới này sầu muộn vì những cái âm thanh trôi dạt in vào tai một khoảnh khắc ngắn ngủi. Diệt mất. Thế giới này sầu muộn, sầu khổ. Những cái vị nó chạm qua lưỡi rồi nó biến mất.
thế giới này sầu khổ than khóc vì cái mùi nó chạm qua mũi rồi nó biến mất nhân duyên của nó. Thế giới này sầu khổ vì cái sự xúc chạm cứng mềm nóng lạnh qua thân và nó biến mất do ảo tưởng, do si mê và không nhận biết, nên là đã chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ về pháp thì có đáng để chấp thủ không? Và chấp những cái vô thường như vậy, chúng không bao giờ sanh trở lại, thì bạn có khổ đau hay không? Chắc chắn là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, những cái đối tượng thị giác sáng bạn thấy, bây giờ nó ở đâu mất rồi? Nó còn tồn tại ở đâu nữa không? Bạn có làm cách nào để tìm lại được nó không? Dầu bạn có khóc cạn nước mắt, dầu nước mắt của các bạn có khóc để mong mỏi cái đối tượng thị giác hay là cái thấy cảnh đẹp ngày hôm qua, các bạn có khóc cắn chúng, nước mắt chảy đầy cả biển cả, bạn cũng không bao giờ tìm lại chúng được. Vì chúng là pháp vô thường, mà cái gì đã sanh và vô thường rồi thì không tìm thấy chúng ở đâu được cả. Chúng chỉ sanh khởi một duy nhất trong cái sát na đó, trong vòng sanh tử luân hồi. Đây chính là sự vô thường của pháp, cái sự thâm diệu của pháp, và vô cùng khó để chúng ta chạm tới nó. Như vậy thì chúng ta thấy, tuy rằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này phải có cái tầm mức trí tuệ rất là cao rồi chúng ta thật sự mới hiểu được tính vô ngã của chúng. Vậy một kiếp người có đủ không? Có đủ để chúng ta có hiểu biết về các pháp được không? Không phải không? Có cách nào được cả. Vì vô minh nó vô cùng lớn. Từ sáng đến giờ chúng ta có được mấy khoảnh khắc hiểu biết về chúng? Chúng ta tìm cái cách nào để hiểu biết về các pháp đấy? Chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta làm gì? Làm gì được giờ, thưa quý vị? Nếu mà được giải thoát thì trên đời này không có một bóng người nào nữa cả, phải không? Và nếu mà có một phương pháp để giải thoát thì chỉ một phương pháp thôi chứ, tại sao lại dạy quá nhiều phương pháp như vậy, hàng trăm hàng ngàn phương pháp như vậy? Nếu mà hàng trăm hàng ngàn phương pháp như vậy thì mỗi một phương pháp đều khác nhau hết. Như vậy thì giáo pháp này thì chúng ta sẽ dẫn đến cái gì? Mê loạn. Như vậy giáo pháp này chỉ bắt đầu, và bắt đầu từ những mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Lúc nào rồi cũng phải, bạn có làm cách nào rồi của bạn cũng phải quay về với cái bắt đầu là cái thấy hoặc cái nghe. Bạn không thể nào, nếu mà bạn bỏ lơ những cái này, bạn sẽ không bao giờ đi vào con đường thánh đạo được, và không có một ai có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu mà cái thấy nó đang có mặt mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm cái gì để hiểu? Cái nó là thật và ngày nào nó cũng phải có mặt hết. Đúng không? Bởi vì nó là pháp. Nó là thực pháp nên nó phải có mặt. Nhưng mà cái thấy của ngày hôm qua thì không phải là cái thấy của ngày hôm nay. Cái sát la thấy trước thì không phải là sát la thấy này. Để chúng ta thấy được rằng cuộc sống này chỉ có ngũ uẩn nó tiếp diễn liên tục và liên tục, không có sự ngừng nghỉ nào cả, cho đến ngày vô dư niết bàn mà thôi. Nhưng mà cái ngũ uẩn này nó tiếp diễn
không dễ gì có được một nhân duyên để nó tiếp nối cái gì, quý vị biết không? Tiếp nối cái dòng trí, cái dòng tuệ. Này, nó tiếp nối cái dòng vô minh duyên hành. Rất là khó để mà làm cho cái dòng tuệ giác này nó được tiếp nối từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, dần dần nó được lớn mạnh. Giáo của Đức Phật thật là thậm sâu vi diệu. Đừng có nghĩ rằng cái nghe trong đời sống hàng ngày là biết rồi, có cái gì đâu. Tôi biết nhưng mà không ai hiểu được hết. Nếu mà hiểu là trở thành bậc tu đầu quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán. Đức Phật không có dạy gì thêm cả. Như vậy để cho chúng ta thấy là cái thấy này vô cùng khó hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu được nó thì rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ hiểu được quẩn xứ giới đế, từ cái căn môn này qua cái căn môn kia, qua cái căn môn nọ. Vậy thì chúng ta thấy toàn bộ tới này chỉ là các quẩn sanh khởi và hoại diệt theo các duyên riêng của chúng. Thì đây chính là giáo pháp. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái câu kệ này. Thì đây chúng ta mới được gọi là vị sa môn. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu đúng á, thì chúng ta chỉ là một cái vị đầu trọc thôi. Chứ không được gọi sa môn trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy một người cư sĩ người ta không có mặc y, nhưng mà người ta hiểu giáo pháp của Đức Phật, cũng được gọi là vị sa môn. Vậy cái từ đá khê ná, mun đá khê ná, cái từ mun đá khê ná là một cái danh từ nam tánh, chia theo sử dụng cách là do cái đầu cạo trọc. Đầu cạo trọc. Như vậy chúng ta thấy bây giờ nhiều người người ta cũng mua những cái áo lam, người ta ở nhà người ta cũng cạo đầu trọc, và đi đâu người đời người ta cũng gọi bằng thầy, cũng gọi bằng sư, bình thường lắm thưa quý vị. Nhưng mà sa môn ở trong giáo pháp của Đức Phật á, thì nó đặc biệt. Cái từ Asato là một cái từ Pata cộng với từ Á, cái biến ngữ Á, nên là nó thành một cái hợp từ. Ở đây nó thuộc về nam tánh và chia theo chủ cách là kẻ không có sự hành trì. Tiếp đầu ngữ tức là không, quá tá là danh từ nam tánh, là sự hành trì, học giới, bổn phận. Cái từ á lý cá đó là một cái danh từ trung tánh, chia theo đối cách là náo khoét, việc đối trá. Cái từ phá năng, cái căn phân, ở đây chia theo quá khứ, chia theo hiện tại phân từ. Từ đúng của nó là phá nắp tí, nhưng mà nó chia theo hiện tại phân từ nên được phá năng. Nó thuộc về nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là đang nói lời, đang nói lời. Còn cái tiếp theo nữa là cái từ Icha No Phát Sát Ma Pano, là gồm có ba từ là Icha cộng với Lô Phát cộng với Sát Ma Pano. Nó thuộc về cái nhóm từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là người còn tham muốn và còn đầy những cái dục vọng. Từ Icha là một cái danh từ lữ tánh, là ham muốn, khát khao. Lô phá là một cái danh từ tham lam, là một cái danh từ tham lam. Tiếp theo nữa là cái từ Samapanna. Samapanna là một cái căn của căn pháp. Tiếp đầu ngữ sân cộng với A. Và ở đây
chia theo quá khứ phân từ là đã có, đã được sở hữu. Về tiếp động ngữ sang là cùng, hoàn toàn. Tiếp động ngữ A tức là gần hay là hướng về hay là xung quanh. Tiếp nhận, tiếp thu. Kinh từ đại từ nghi vấn. Và nó thuộc về trung tánh và chia theo chủ cách là hay sao, hay sao. Và có ít sắp tí, cái căn của nó là căn phu, đây là một động từ và chỉ cho cái sự tương lai hay là sẽ là. Và câu kệ này thì Ngài Thích Minh Châu dịch thể năm kệ là đầu chọc không sa môn. Như vậy đầu chọc không sa môn tức là chỉ ở đây nè, những cái người người cạo đầu, những cái người cạo đầu ở những cái ngoại đạo, hay là ngay cả đời, hay là ngay cả trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà sống che đậy, núp lùm, đầy những cái tham dục, thì đây không được gọi là sa môn. Vì sa môn là phải con của Đức Phật, là phải người phải luôn luôn nghiêm trì giới hạnh, phát huy được giới hạnh, phát triển được tâm trí, luôn luôn phải phát triển được tâm trí trong giáo pháp thì mới gọi là vị sa môn. Còn vị sa môn mà pháp học không biết, pháp hành cũng không biết, biết không có học về giới, không có học về định, không có học về tuệ, mà chỉ tham dục thì không được gọi là vị sa môn. Đầu chọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, nếu phóng túng nói láo. Ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn? Như vậy là giáo pháp của Đức Phật, người con của Đức Phật mà không có giảm bớt được tham sân si trong cái đời sống phàm hạnh thì cái người đó không được gọi là vị sa môn, không được gọi là vị sa môn. Và câu kệ này thì được Đức Phật thuyết khi mà Ngài ở tại cái chùa Kỳ Viên và liên hệ đến vị tỳ kheo tên là Hát Thất Cát. Cái câu chuyện kể rằng mỗi khi mà cái vị tỳ kheo Hát Thất Cát này bị thua cuộc trong khi tranh luận với ngoại đạo thì bèn hẹn những cái vị đó là hãy đến nơi này, hãy đến nơi kia vào đúng cái giờ đó, giờ kia thì sẽ kết thúc cái cuộc tranh cãi này. Và cái vị này chơi rất là cá, tức là vị đó đến trước cái giờ đó. Vì đó đến trước cái giờ đó thì không thấy những cái người kia đó. Không thấy đến người kia đó. Thì vì đó đi về trước kia thì họ mới đến. Thì sau đó thì mới nói cháo chở rằng là tôi có đến nhưng mà các vị có đến đâu. Các vị sợ tôi nên các vị không có đến. Thì sau đó thì sao? Vì đó nói xem kìa. Mấy cái người ngoại đạo này sợ ta đến nỗi không dám đến gặp ta. Vậy vị tỳ kheo này là vị không có trí và luôn luôn đi tranh cãi với ngoại đạo, và khi thua đó thì bèn hẹn rồi bắt đầu mình lấy cái cớ là mình đến trước cái giờ đó.
Rồi khi mà vị đó thấy chưa đúng giờ hẹn thì vị đó đã đi về trước rồi. Rồi khi mà cái nhóm người kia đến á, thì không gặp. Hôm sau thì vị này lại nói rằng vị đó có đến cái chỗ đó nhưng mà những cái người này sợ ta nên là không dám đến. Thì vị này luôn luôn dùng cái cách này. Và cái thầy, cái vị tỳ kheo này luôn luôn dùng cái cách ấy và nói với đối phương mỗi khi mà vị này thua cuộc. Thì khi mà Đức Phật nghe nói là hát tất cá này làm như vậy, thì Ngài bèn gọi vị tỳ kheo đến, mới nói rằng này hát tất cá, có phải ông làm như thế đối với mọi người không? Khi mà ông tranh luận thua cuộc thì ông hay dở cái trò dơ bẩn này ra không? Chúng ta thấy khi mà ý niệm về ngã chúng ta là sợ người khác hơn mình và mình luôn luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác. Nhưng mà người có chí hiểu pháp thì mình hiểu tới đâu thì tới đó thôi. Đâu có sao đâu. Vòng sanh tử luân hồi dài thấm thẳm. Và khi có phiền não thì biết có phiền não thôi. Chứ có mắc mớ gì mà cái tôi lên làm chi? Chứng tỏ rằng chúng ta sợ phiền não. Thấy không? Chúng ta luôn luôn là sợ phiền não. Chúng ta luôn luôn muốn mình trở thành người tốt, đúng không? Chúng ta luôn luôn muốn tốt đẹp ở giữa người khác. Tại sao chúng ta cứ phải mong mỏi mình tốt đẹp ở giữa người khác làm chi? Tâm thiện nó cũng chỉ sanh khởi cho riêng của nó. Ai có thể làm cho chúng khởi được? Khi mà tâm của chúng ta đang bất thiện, chúng ta có thể làm gì để cho thiện sanh khởi đây? Khi tâm bất thiện sanh khởi, chỉ có tâm bất thiện sanh khởi. Liệu rằng ai có thể thay đổi cái bất thiện đó sang thiện được? Ai có thể chuyển đổi cái cứng thành cái mềm đấy? Sao chúng ta không nhìn ra các pháp như chúng đang là vậy thôi? Đó không phải là sự giải thoát sao? Các pháp nó chỉ có nhiêu đó, bấy nhiêu đó. Chúng ta thêm cho nó vào cái gì nữa, nó cũng chẳng là cái, nó đang là bất thiện thì bạn có cho nó là cho nó thiện, cho nó là vô ký, cho nó là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không là bạn, nó cũng chỉ là bất thiện thôi. Phải không? Có ai thay đổi cái thấy thành cái nghe được không? Có ai thay đổi thấy thành tham được không? Không. Như vậy khi chúng ta hiểu pháp của Đức Phật rồi thì sao vậy? Sự chân thật nó tự đến. Nó tự đến. Nó chân thật với pháp đó thôi. Bởi vì pháp nó sanh như vậy không thể thay đổi được cái khoảnh khắc đó. Người ta có chê bạn là bất thiện thì khoảnh khắc lúc đó đang là thiện, thì dầu là cả cái thế giới này chê bạn là bất thiện thì khoảnh khắc đó nó vẫn là thiện. Thôi, được. Cũng vậy, khi mà cả thế giới này đang vui nhưng mà tâm bạn đang thọ ung phiền, làm sao bạn có thể đánh lừa cái pháp đó là vui chung với cái thế giới ngoài kia được? Không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Khi mà chúng ta hiểu rõ từng pháp một, chúng chỉ là chúng thôi. Thì chúng ta không còn sợ gì cả. Không có ai hoàn hảo cả.
cả, nhưng mà pháp là chính nó, nó không là gì khác hết á, không có một ai ở trên đời này nào hoàn hảo, nhưng mà pháp là chính nó. Nó không thay đổi bản chất của nó. Nó đặt. Bởi vậy nên là nó không thành cái gì cả. Sân nó không thành tham. Sân nó không thành tham. Vì không hiểu nên là ý niệm về ngã luôn luôn len lỏi vào trong cái thấy nghe người nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Mà thế giới này dối như cuộn chỉ vậy. Như vậy Đức Phật dạy mắt là cái cánh rừng hoang vu là vậy đó. Hai, mắt là biển sâu vậy đó. Mắt là ngôi nhà. Và các cái trần cảnh là những kẻ trộm. Vậy mà cái vị tỳ kheo này luôn luôn dùng những cái chiêu trò như vậy. Thì Đức Phật dạy, này hát các cá, làm như vậy là không xứng đáng của một vị sa môn. Tại sao ông làm như vậy? Một người làm điều sai quấy, không thể gọi là vị sa môn được. Dù là đầu chọc, họ có cạo đi. Họ cạo sạch cái đầu thôi, chứ cái tâm của họ không có được cạo. Không có được làm sạch thì không được gọi là sa môn. Bởi vì cạo chọc cái đầu này là chỉ một cái mớ tóc gọi là bẩn thô chi nó được rụng xuống thôi. Nó còn... Và thậm chí này cả cái thân này nó chết đi chăng nữa. Nó không còn ngay chăng nữa. Giải thoát cái thân này, vì đó có tự giận có giải thoát cái thân này chăng nữa, thì nó cũng không làm sạch được cái phẩm quế, cái vòng sanh tử luân hồi được. Chỉ cần cạo sạch thôi. Như vậy là cái sự chân thật với pháp là thượng, là cái hải đảo. Để chân pháp thì rất là khó. Đạt rất nhiều, có rất nhiều vị, nhiều ngài thì dạy thiền rất là tuyệt hảo, rất là nhiều vị. Quý vị để ý xem, quảng bá và họ dạy thiền nắng chỗ này bóp chỗ kia đủ kiểu trên đời cả. Mà những cái gì là thật thì họ không bao giờ nói cho những người Phật tử. Đời giáo pháp của Đức Phật tốt đẹp như vậy thì họ lại không có cái chú trọng hướng đến để giảng dạy, mà họ cứ bắt người ta làm theo cái ý của mình. Thì hỏi là giáo pháp của Đức Phật sẽ bị biến mất chứ làm sao được, phải không nào?
Liệu có ai có thể tạo ra được trí tuệ không? Có ai có thể tạo ra được chánh niệm không? Hay là trí tuệ với chánh niệm chúng chỉ sanh khởi với duyên duyên của chúng? Nếu ai cũng ngồi một phương pháp nào đó thì mà có trí tuệ thì trên đời này người người nhà nhà đều không có khổ đau, đều vắng mặt khổ đau hết thưa quý vị. Kể cả chúng ta có nghe đúng chánh pháp hay chăng nữa, nó mới là cái duyên thôi. Nó cũng phải mất một thời gian rất là dài nó mới tiệm cận được vào những cái gì là thật trong, rất là tự nhiên. Và không có một ai có thể làm cái gì, càng làm cái gì đó thì càng thêm vô minh mà nó của khó trí. Nhưng mà các bạn thử kiểm tra xem mình có thực sự hiểu về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày không? Và có thực sự rằng là nếu như mà chúng tôi nói pháp như vậy thì có việc kiểm tra xem là mình có sanh trí tuệ không? Có cái hiểu biết đúng không? Nhưng mà nó hiểu biết đúng thì đây chính là nhân, đây chính là duyên. Đây chính là chánh pháp của Đức Phật. Chỉ có trí tuệ mới phát triển trí tuệ. Làm gì có cái pháp nào khác phát triển trí tuệ? Có. Không thể có. Không thể có điều đó xảy ra được. Định có phát triển được trí tuệ không? Niệm có phát triển được trí tuệ không? Chỉ có hiểu biết, phát triển hiểu biết. Không thể có một pháp nào khác hơn được. Những pháp khác mặc dầu sanh chung với trí tuệ thôi, chứ chúng không thể làm cái chức năng cho trí tuệ được. Không cần phải làm cái gì cả. Mà hãy hiểu biết khi pháp sanh khởi. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu cái gì là thật hiện giờ. Hằng ngày những cái gì nó sanh khởi nó mới là thật. Cái thấy có sanh khởi không? Nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, nó có sanh khởi không? Nào tìm hơn được những cái thứ nào sống hết. Và những cái thứ này nó có vô không? Đó chính là pháp duyên sanh vô thường. Không có một con là ở bất cứ nơi đâu hết. Chỉ có cái thấy sanh khởi ở chỗ này, chỗ kia và hoại diệt. Cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Dù là cái chết đi chăng nữa thì
cũng là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, diệt đi thôi. Chứ không có ai ở trong đó hết. Như vậy mình phải sợ chết không? Hay là mọi khoảnh khắc đều chết? Khoảnh khắc tử thì cũng sinh lên, khoảnh khắc thấy và cũng diệt đi thôi. Chúng là pháp và chúng có chức năng riêng. Tại sao bạn muốn sinh ra nhưng mà bạn lại không chấp nhận cái chết? Nhưng mà chúng ta chỉ khóc cho những ai mất đi thôi, tiền của mất đi thôi, tài sản mất đi thôi. Chứ còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, những cảm thọ buồn vui trong đời sống hàng ngày, chúng cũng sanh và chết đi. Có ai khóc không? Có ai hiểu được chúng không? Nhưng chúng chẳng cần ai hiểu cả. Chúng cũng vẫn cứ sanh khởi do duyên của chúng và rồi diệt đi trong đời sống hàng ngày. Các pháp sanh khởi không cần ai hiểu biết về chúng cả. Có hiểu biết thì là duyên để giải thích. Vậy như chúng ta vậy, chúng ta được nghe của Đức Phật, cũng được hiểu về nghe, thấy, ngửi, xúc chạm. Nhưng mà người đời người ta không nghe giáo pháp Đức Phật, người ta theo tất cả các tông phái khác, nhưng mà cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm với các pháp đó mà thôi, chứ không phải là có nữa cả, thưa quý vị. Vậy Đức Phật rất là thông diệu. Như vậy khi mà là một vị đầu chọc, nhưng phải là sa môn con của Đức Phật, phải là người phát triển hiểu biết, phải là người nhận biết được các pháp trong đời sống hàng ngày để xả ly ni tham thì mới gọi là sa môn. Đầu chọc không sa môn, nếu phóng túng nói náo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn? Ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn? Như vậy một vị sa môn mà trong tâm tư đầy ứa các cái dục, chất chứa mong cầu si mê tà kiến thì không được gọi là vị sa môn trong chánh pháp của Đức Phật. Và thời pháp đến đây, mà vị sa môn trong giáo pháp của Đức Phật là phải luôn luôn phát triển được giới, phát triển được định, phát triển được tuệ. Và chứng đắc được thánh đế, tứ thánh đế thì được mới gọi được là sa môn. Còn đầu chậm đi cả xa không thì không có đủ qua cái bài kệ này. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, và kính chư phước nam đề cà đạo hữu Phật, quý cô tu nữ ở gần ở xa khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc. Dạ, sa thú lành thai. Chúng kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận
Và con kính thỉnh đại đức nhận chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung, và kính dâng mít đến đại đức tuệ nhận. Dạ, con kinh dân mít đến đại đức tự nhận, có trước máy không, con kính thỉnh sư chúc phúc cho rung. Dạ, con kính dân mít đến sư. Dạ, sư đã rời rung, cảm danh xin hồi hướng. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức.